Chào các bạn nhé. Video này mình sẽ quay quá trình mình sửa cái bếp này nhé. Đọc là Panasonic nhá. Ngày xưa mình nhớ bếp ngày xưa nó mới có cái kiềng nó giữ như này. Các bạn ạ, cái kiềng này thì nó bằng nhôm nhá, hoặc bằng gang nhá. Chứ không bằng nhôm đấy, chứ không phải cái bằng mà không hấp thụ từ ấy các bạn ạ. Mình cảm giác cái bếp này khổ lắm rồi. Giờ là đang buổi trưa, mình vừa mới ngồi ăn được xong được cái quạt Mitsubishi. Khách vừa mới mua là hết bảo hành hỏng. Với lỗi huyền thoại đó là lỗi sinh nguồn đây này các bạn này, lỗi sinh nguồn chết diode, chết cầu chì quận L 2 tụ đó. Thì mình báo giá và hai giá khác nhau, mỗi giá chênh nhau 50.000. Sửa zin thì đắt hơn sửa độ, hay là khách thì có 50.000 bỏ nên khách bảo sửa zin cho họ, thế là mình cũng sửa zin các bạn ạ. Mình quay một vài đoạn đấy, tí nữa cho mọi người tham khảo cái đoạn giữa nhá. Để kiểm tra cái này đã. On này, on cái E0 luôn. On cái E0 luôn các bạn ạ. Đã nó phải bắt, ở đây cái tích tách này này, có nhận nồi này các bạn. Có phát xung này các bạn. Nên đặt nồi thử xem có nhận không. Có nhận nồi đấy, chạy đây các bạn. Đây, chạy ngắt nhả nhá các bạn nhá. Đó, lên đến mấy phẩy mấy A sau này ngắt. Như vậy là không phải nhận nồi mà là bị chạy ngắt nhả. Các bạn nhá, đấy lên được 6 phẩy mấy A kìa. Đó, lại về này. Nó không thể chạy ngắt nhả như thế được đâu các bạn nhá. Đây là do lỗi nhá. Nên là ban lâu nóng, gọi là lâu nóng đi. Đấy, trong quá trình mình tháo ra thì các bạn có thể xem một vài cái đoạn mình quay sửa cái quạt Mitsubishi kia nhá, xem cho vui thôi. Quạt này vẫn rất là mới, nhìn sạch đẹp, nguồn cứ lổ tung lên. Chả hiểu hãng họ thiết kế họ tính toán kiểu gì. Đo vi xử lý phát sống phát là làm như thói quen luôn, không cần đo điện áp đầu ra như nào luôn là được luôn. Nhưng mà con này không biết là họ chở bằng xe máy đến có bị vấn đề gì không, nhưng động cơ kêu vãi. Bật này đấy, chạm cái gì ấy. Không biết chạm cái gì các bạn ạ. Để xem nó chạm cái gì để xử lý cho người ta. Nhìn chạm cánh ấy. Đây này, chả hiểu sao cực lỏng, chắc là tháo ra nghịch ngợm thấy không chạy các bạn ạ. Tháo ra nghịch ngợm nó lắp không chặt nữa nên dẫn tới là chạy nó bị chạm ở đâu ấy. Đấy, lắp như này mới đúng. Cánh này đắt lắm đấy các bạn ạ, 350 hay 400 ấy, ngày xưa ấy, còn bây giờ thì mình không biết. Cái cánh này do hãng họ thiết kế được cái độ cân bằng như thế nào để chạy nó cắt gió kiểu sao để được sinh nhật tiếng kêu nhỏ nhất và độ rung nhẹ nắc ít nhất. Đó, hết kêu luôn. Số mạnh nhất này, số yếu này, số giữa này, trục năng này. Chả quay ngược lại gì cả. Ok. Lần này là mình sử dụng con LLK305 với giá 17k chứ không phải LLK364 15k nữa các bạn ạ. Đợt vừa rồi mình có mua một ít đấy. Nên một mùa hè mình sửa quạt Mitsubishi nhiều lắm nhưng mà chưa gặp lại những cái quạt năm ngoái mình sửa. Mình dùng cái nguồn cái tủ 6,8mm 400V mua theo cân, mua theo túi 500 túi mà 80.000 ấy. Chúng ta đây là con cảm biến nhiệt nhá. Bếp cũ nên kiểu gì có người sửa rồi. ICMSU lập trình đây này các bạn nhá. IC Quetlet này, TM1628 này mọi người ạ. À không phải, đây con vi xử lý đâu, hình như đây là con 4052 hay sao nhỉ. Thôi không quan tâm nữa bởi vì cái phím cảm ứng ngày xưa nó nhiều linh kiện lắm các bạn ạ, nó đi về con đây mà.
Khả năng con này con 4051 hay 4052 các bạn ạ. Như vậy con vi xử lý vỉ dưới, đúng rồi. Con này không phải vi xử lý nhá các bạn nhá. Con này con nhận phím cảm ứng. Và một con quét led. Và chúng ta tháo ra chúng ta sẽ nhìn nó như thế này này. Nó không có cảm ứng ở giữa mâm nữa nhá, bởi vì nó có cái cảm biến ở ria kia rồi mọi người ạ. Ai giời. Bo này. Bo như này, bo hàng mã nhỉ mọi người. Cái dây này họ đã thay thôi, họ cuốn dây họ thay thôi các bạn ạ. Cuốn dây hàn thay thôi. Kệ thôi, không quan tâm cái đầu này các bạn nhá. Bây giờ chạy ngắt nhả như thế thì lại xem mình cứ tưởng con này con đời đời cổ ngày xưa nó chạy là M339 vân vân cơ, nhưng mà tháo ra nhìn ấy quá các bạn ạ. Mà rõ ràng là zin của nó như này đấy các bạn nhá. Zin của nó này mà lại cách xa quạt như này. Vãi không các bạn? Mâm từ là mâm từ dây đồng hay sao ấy các bạn ạ. Giờ mình xem có đúng không? Bò chán quá nhỉ các bạn nhỉ. Bò như bò hàng mã này. Mình cứ tưởng nói xong nó là đời cổ ngày xưa nó sẽ LM339 nhận nồi các thứ cơ. Như vậy là đây là cái ôi dồi ôi, dây nhôm các bạn ạ. Dây nhôm nó sinh nhiệt. Nó sinh nhiệt các bạn nhé. Dây nhôm. Ôi dồi, cái bếp này chứng tỏ bếp hàng mã. Không biết là sản xuất từ năm bao nhiêu. Dây nhôm nhá mọi người nhá. Không phải dây đồng đâu. Và nó bị sinh nhiệt ở đây do đó nó như này này. Dây nhôm này bóp vào cái cốt này, sau đó là hàn vào cái này mọi người ạ. Hàn vào cái cốt đồng này. Bên này khả năng nó cũng làm như thế đấy các bạn ạ. Thôi kệ thôi, đồ đẻo đấy cứ để nó đẻo đây đây. Cứ sửa chạy ok là có thu nhập, còn đâu thôi không quan tâm của khách nhá các bạn nhá. Đây bo mạch này, con này chắc ép ga 15N đấy các bạn ạ. 15N 120 ấy. Cầu diốt chỉ có 15A thôi. T15XB80 15A 800V nhá. IC Mitsui cũng theo thiết kế theo kiểu R Sun nhá. Ủa còn L nhỏ này thì con này chắc ăn đến 6,5A nó là cao lắm rồi các bạn ạ, chứ không thể cao hơn rồi. 6,5 là khoảng 7A đổ lại thôi, mình nghĩ thế. Mình nhồi nó bé như này mà tưởng bếp chất, cuối cùng tháo ra bếp đẻo quá các bạn ạ. Thôi cứ kệ nhá. Nó đã nhận nồi, nó đã bắt từ ok thì khối DD và IGBT các thứ tất cả rồi. Bây giờ mình kiểm tra đường cảm biến dòng thì chúng ta sẽ nhìn nhá. Xuất phát năng lượng là từ 2 dây AC này. Nó sẽ chỉ như ra thành dương ra đây, âm về đây. Dương này nó đi qua quận L này, quận L bé tẹo này các bạn này. Quận L chặn đấy. Nhưng nó là dây đồng đi sang đây nhá. Được lọc về chân e từ về mát đấy bởi con tụ Lamy đấy. Tụ Lamy nó đúng luôn nhá. Tụ cộng hưởng chắc 0,27 đúng luôn. Tụ cộng hưởng 0,27 thôi. Đây chúng ta thấy nó nóng, nó đang vàng này, tí hàn lại cho chắc. Bật bỏ hàn đi đã. Nó nóng từ trên đưa xuống đấy. Dương này đi qua mâm từ sang đến đây. Tụ cộng hưởng song song mâm từ đến đây tới chân C này, khi có xung kích tại chân G nó sẽ mở từ C sang E. Từ C sang E này sau đó đi qua R san này này. Các bạn nhá. R san nó nằm dưới này trong này này. Hai cái chân của nó đây này. Để về âm có âm các bạn nhé. Thì chân E của IGBT thì nó cũng là chân GND của IC vi xử lý. Do đó mà cái chiều âm này này, đường cảm biến dòng mình đang cần quan tâm đấy. Đi qua con điện trở này 1K nhá. Đi qua con 1K vòng tới đây. Đi qua VR rồi đi vòng ngược trở lại tới nó sẽ chia thành hai chân ấy, thành hai về hai chân ấy, của phần cảm biến dòng ấy. Thì cái với cái lỗi như này thì mình lại nghi ngờ là con 501 này đang chết toi lắm, nó đang để ở giữa này. Để giữa thì nó tương đương nó là cái cả con điện trở tầm khoảng 250 240 k 240 ohm gì đấy. Đây mình đo thử phát nhá. Cuối cùng nhìn cái bo mạch. Chán quá. Tưởng bíp xịn cơ. Bíp cổ xịn ngày xưa cơ, ai ngờ nó lại là bíp trả giặt hệ thống gì luôn. Đây nha, mình đo nhá. Đó, như vậy là nó ok. 254 như vậy nó ok rồi mọi người. Như vậy là có lỗi trở thế là không chết đâu.
Thế lý do tại sao mà nó lại chạy ngắt nhỉ các bạn nhỉ? Hay này, ACDS, lỗi ACDS à? Hoặc là cái chân này đang không tiếp xúc cái quỹ các bạn ạ. Chưa biết được cái gì nhưng bây giờ sẽ làm như thế nhá. Có lẽ là mình sẽ tháo cái chân này đi, mình hàn trực tiếp IC xuống dưới là một này. Hai đó là mình sẽ kiểm tra ACDS thứ tí một chút đấy nhá, các bạn chờ một chút. Bây giờ bắt đầu xử lý cái chân kia cho người ta đã. Sau đó đo đạc ACDS cho mọi người tham khảo nhá. Các bạn chờ mình xử lý cái chân này đã, để tí nữa phải lắp mâm từ vào mới đo được nhận nồi cái thứ tất cả vào được mà các bạn. Mình vừa dùng thì mình bóp chỗ này cho nó thật chặt lại để cái đồng vàng này nó được bám vào cái nhôm này tốt. Sau đó cái đồng vàng này để đưa vào trong này nó để bóp cái này tiếp. Nhưng mà mình cảm giác như là cái vị trí này là họ bóp nó không chặt. Giữa cái đồng vàng này, cái này này, do đó mình đã mài cho nó hở cả hai cái đồng vàng đi. Và bây giờ mình dùng một phương pháp đấy, mình là mình hàn cho nó chết lại. Các bạn ạ, cố gắng đừng để cho dung dịch nhựa thông một thứ bám linh tinh trong cái này. Đó, nó sẽ bám được như thế nào. Mình nghĩ là nó sẽ tiếp xúc tốt các bạn nhé. Không phải thích cả chỗ này nữa đi. Ngập hết chỗ này luôn đi. Mỡ nha các bạn nha. Để hút cho nó sạch cho đỡ bám linh tinh. Cái đầu mà hàn mình đang dùng đây là của một bạn ở Hưng Yên và tặng chứ không phải bạn ở Hải Dương. Hôm qua mình thấy trên Facebook mới hiển mới biết bạn ấy tên là Đinh Trường. Bạn ấy có bán Hưng Yên hay nhập được vựa đồ của các công ty thải ra mà. Bạn ấy có bán là cái mũi dao này. Cái mũi dao này mũi là giã máy ở các công ty điện tử bỏ ra nhá. Bạn ấy có bán là 100k 50 cái. Thấy Facebook bạn ấy có đăng như thế. Nên là bạn ấy tặng mình đấy. Mặc dù là mình vẫn còn, ngày xưa mình cũng mua một cái bảng gì đó ở Hưng Yên ấy. Tôi biết mình mua 50 cái hay là bao nhiêu cái mình vẫn còn. Chứ nó dùng cái mũi này dùng. Tất nhiên là không phải là mình mua 50 cái là được cả 50 cái đâu, có những cái nó rất là mòn phải bỏ các bạn ạ. Nhưng mà chọn ra được một vài cái này, dùng mình dùng bao lâu năm nay rồi. Không phải mua mới nữa, ngày xưa cứ mua mới 35.000 một cái mũi mới hoặc là 40.000 cũng chán thua các bạn ạ. Nên đôi khi cứ dùng cái đồ thải của các công ty họ cứ dùng khoảng bao lâu là họ bỏ, mà mặc dù là nó chỉ có không bám thiếc, nó bị bẩn nó không bám thiếc, cái công nhân không làm được là cũng lại yêu cầu thay mũi mới hay là họ lại thay mà các bạn ạ. Thế là thải ra kiếm được những cái mũi ngon. Trước mình mua là cả mũi dao và mũi nhọn. Nên bây giờ cứ sửa chữa điện tử cứ hay tham gia những cái nhóm Facebook. À, mình đã sắp mua một lô IGBT với giá 6k H20R1203 6k luôn. Để nó về đo thử xem là đồ đẻ hay đồ xịn các bạn ạ. Vừa hôm qua đặt xong. Nếu nó là về mình sẽ lại lên video cho mọi người tham khảo đồ rẻ nhé. Bình thường con IGBT giá máy H20R1203 là chúng ta mua là rơi vào trên 10k đấy. Chứ không thể rẻ đến 6k đâu. Thế bạn này IGBT 15, H15 hoặc là FGA 15 thì bạn bán 2k rưỡi. Số mà bảo là số xấu đấy. Còn IGBT H20R1203 kia thấy nhìn đăng đẹp phết mà bạn ấy bán có 6.000, nhưng mà phải mua tối thiểu 20 con. Nên mình cũng mua 20 con. Mình mua 20 con mình vào tường Facebook của bạn ấy thì mình thấy bạn ấy ngoài, không phải bạn Đinh Trường nha, bạn khác nhé. Mình thấy bạn ấy bán cả rất nhiều móc phét giã máy, là móc phét hàng của các công ty thải ra. Nên mình mua có con K10A60 10A600V với giá là 3k một con. Mình cũng mua 10 con đấy nữa là 35.000 là được 10 con.
đây chúng ta mua móc phét ngon mới chính hãng ấy, thì 10A 600V này có khi là chúng ta phải mua đến tận hơn chục nghìn một con rồi. Nên đôi khi là cái giải pháp thợ chọn những cái linh kiện mà thải qua các công ty đôi khi lại gặp phải ngon nha các bạn nhé, lại rẻ. Đó, lắp như thế đi nhá. Bây giờ bắt đầu con này thì mình cuốn lại rồi, bây giờ đo đạc thử nhá. Đo đạc thực ra Audo ACDS thì cũng chả cần mâm từ đâu mà, nhưng mình cứ lắp mâm từ và mình đo cho chúng ta tham khảo để cả đường nhận nồi nữa. Đây là những con điện trở đấy của đường nhận nồi các thứ nhá các bạn nhá. Mình hàn lại chặt cái này lắm rồi. Con này chắc chỉ ăn đến 6A hơn 6A rồi, mình nghĩ là thế. Mình nhôm nó bé tí như kia mà. Và cả biến nhiệt bảo vệ đáy đáy nồi thì lại không phải là ở giữa mâm nhá, mà lại ở sườn nhá, ở rìa nhá. Vì khi chạy thì cái đấy nó cũng nóng mà. Thì đây bắt đầu này, chúng ta sẽ xem nhá. Mình sẽ lấy mát tại vị trí này cũng được nhá, cổng âm này ra nhá. Thì đường ACDS này, đường ACDS nó sẽ là cầu đây này, đây là dây một dây AC vào đi qua cầu chì sang đây này, được sinh lưu chỉnh lưu này. Đó, tiếp theo một cái đường nữa, đường nào nữa nhỉ, chỉnh lưu sang này đi qua nguồn cấp trước này, thêm một cái nữa đâu, một dây AC nữa là dây này này, thì được chỉnh lưu qua con diode nào, con diode này các bạn nhé, xung dương của con của ở đây, quên không nhìn mà cho mọi người nhìn đấy. Đây là một dây AC vào, đây là một dây AC vào nhá. Dây AC này đi qua cầu chì sang đây thì từ được đây về đây vẫn là một nhá, được xung dương, được chỉnh lưu sang này này. Còn ở đây thì được chỉnh lưu từ đây đi sang đây nhá, con diode này này, con diode chỗ này này các bạn này, đó. Kết hợp với hai con diode đầu về chiều về của cái cầu chỉnh lưu chính này, ta sẽ thu được là điện áp cả chỉnh lưu cả chu kỳ ở đây nhá. Thì nó sẽ đi theo con diode này rồi đi qua điện trở cầu chì này, rồi được lọc bởi tụ hóa này này, đó là phần nguồn cấp trước không nói nhá. Thì tại vị trí này nhá, nó sẽ phân áp qua điện trở này, sau tại đây nó chia thành hai nhánh nhánh đi qua điện trở này, đi qua điện trở này tới đây rồi được tụ lọc này. À không phải tụ chỗ đấy, đấy là con gì thôi, để mình nhìn cho nó rõ xem nào. Đây là các bạn này, tại đây nó chia là hai nhánh nhá, nó đi qua điện trở này, nó chia hai nhánh, ra con điện trở này bao nhiêu, 330 kiloohm, rồi chia thành hai nhánh là hai con 820k này này, con 820k này và con tụ này song song nhau nhá, tụ 1-2 nhá, bởi vì có cái dây gì đây này nhá, cái dây gì chỗ này này. Thì chúng ta sẽ nhìn này, đường nhận biết độ lớn nhỏ này là AC vào là 200 hay là 220, 240 ấy, gọi là đường lớn nhỏ đấy. Đi sang đây nhá, đi qua con điện trở này tới đây này, sau đó đi qua cái dây gì xuống đến đây, chả biết là dây gì ấy. Đúng rồi, dây gì nhá, từ đây này đi sang đây này, đi qua dây gì xuống đến đây rồi này, sau đó này tiếp tục đi qua cái dây gì này tới đây này, đó được lọc của con tụ này về mát nhá. Thì cái chân này chân nhận biết độ lớn nhỏ bởi vì nó có tụ hóa lọc này các bạn nhá, nó có tụ 104 dập xung nhiễu nữa, ok nhá. Chúng ta sẽ biết à, không tụ 104 đâu, vòng này đến đây thôi. Thì cái chỗ này có chân này rồi, thì cái chỗ này là chân gì nhỉ, chân phân áp về mát à, đúng luôn. Từ đây sang đây cầu phân áp xong về mát là đường này nhá, nên nó có cái chân linh kiện này nữa, sau đi qua dây gì là đi vòng này đấy, độ lớn nhỏ vào chân này nhá. Còn đường này này, từ đây đi sang đây này, sau đó là dây gì và tụ điện song song, đây là được nhận biết tần số nhá. Đã biết ACDS rồi, để xem có đúng là ACDS mà gây ra cái lỗi chạy ngắt nhả này không, hay là do con VDR đo được nhưng mà vẫn lỗi. Bây giờ mình ghim điện đo nhá, ta ghim được cái tít nhá. Thì mình lấy mát tại đây đi, thì mình sẽ có 300V ở đây đấy, 300V nhá, nguồn cấp trước 300V cho nguồn cấp trước đây chỉnh lưu cả chu kỳ chưa được lọc ở đây, gần 200V nhá.
sau đó là đi qua sang bên này phải có điện áp. Đấy, ở đây có 100V, ok. Tưởng mất cơ. Sau đó đi theo này, đi đến con tụ này này, tới cái chân này này là chân nhận biết độ lớn nhỏ này. Thì nó rơi vào 2,6, liệu có đúng không nhỉ? Nó phải trên dưới 3V cơ. Hơi thấp các bạn ạ. Tiếp theo có một cái đường nữa. Là một cái đường mà tụ điện mà song song với điện trở, cái đường này khoảng gần 1V, như tận 1V3 cơ. Như vậy là cái con này tăng chỉ số à? 2,6 hơi thấp nhá mọi người nhá. Nên kiểm tra bọn này đi, thử đi. Mình thường đây là cái thiết kế kiểu này ấy, là cái đường nhận biết độ lớn nhỏ này là nó sẽ rơi vào tầm khoảng trên dưới 3V chứ không thấp như thế, chẳng nhẽ là có 2,6 này à. Nên đôi khi là điện trở, hai con điện trở này nó tăng chỉ số cũng bị nhá. Con này là 1 này, con này là 2 nhỉ các bạn nhá. Một con 820k và một con 330k, đo thử nhá. Con này là con 330k này. 330k đo được 334, ok. 820 đây. 820 đo 820, ok. Như vậy là nó chả chết. Thế tụ lọc là mất tác dụng à. Nhiều khi thế thật đấy các bạn ạ. Tụ lọc này bị kém này, đôi khi nó cũng sẽ làm cho điện áp giảm mà. 50V 4,7mm, chúng ta thay lên 10mm cũng được các bạn nhé. Có mạch thì nó chỉ dùng tụ 2,2 thôi. Vẫn có độ phóng nạp tốt các bạn ạ. Thôi mình cứ thay đi, xem thế nào. Mình đã thay con tụ 10mm nhá và lắp hai con kia lại rồi. Như vậy vẫn thấy, như vậy không phải đâu. Có khả năng nó thiết kế chỉ thế rồi đấy các bạn ạ. Giờ này quê mình có đám ma là toàn đi ra đầu làng để lên xe tang, để đi hỏa thiêu. Thế là hết đời ông Dín các bạn ạ. Ông Dín trong làng mình ấy. Ông ấy lớn tuổi hơn mẹ mình. Tai biến sau mẹ mình. Tai biến cũng nằm một chỗ bao năm trời, cũng phải gần chục năm nay, có khi hơn chục năm nay rồi. Thế là cuối cùng hôm qua chết. Gọi là ông Dín, tên ông là vậy các bạn ạ. Đám ma này hoành tráng lắm, bởi vì con cái ông ấy quan hệ rộng, ô tô khắp làng luôn, về viếng khắp làng luôn. Từ sáng mình làm có hai người, hai ô tô đi đến cửa nhà mình hỏi là đám hiếu ở đám ma đâu ở đâu, tức là họ ở nơi khác họ đến ấy. Mình vừa hàn lại con R Sun và bây giờ thì thôi cứ chưa thay vội để thử xem thế nào đã các bạn nhé. Cứ thử đã xem thế nào, đôi khi là do chính là cái chân này không tiếp xúc này, nó cũng xảy ra lỗi này. Đám ma nó sẽ đi qua cửa nhà mình các bạn ạ. Người đi ra cửa nhà mình, bắt đầu đi qua cửa nhà mình thì mới bắt đầu đến ra ngoài đầu làng. Đầu làng đường quốc lộ. Mình đang muốn cạy cái này bỏ đi, hóa ra con cảm biến nhiệt nó rúc vào trong này luôn các bạn ạ. Thì mới đặt cái lồi nó mới chuẩn được. Tí nữa cho cả bên nhiệt xuống dưới các bạn nhé.
đấy nó mới vừa. Vẫn thế rồi. Hết chạy ngắt luôn các bạn ạ. Đã hết chạy ngắt rồi mọi người nhá. Như vậy là ban này là không phải hỏng VR, mà có khả năng ấy là do cái chân cắm này này, nó lâu ngày quá nó xỉn gì, nó không tiếp xúc chân, do đó mà nó mất trên đứng chính cái đường cảm biến dòng chẳng hạn, dẫn tới là bị chạy như thế. Hoặc là đôi khi là nó sẽ nhận nồi không chuẩn, hoặc là đôi khi chạy sai nhá. Cái chân rắc này là nếu mà nó là đồng xịn mạ vàng ấy thì có khả năng nó tiếp xúc tốt thì không sao, nhưng mà là toàn là chân sắt này là lâu năm nó sẽ xỉn gì, nó bị như vậy nhá. Nên con này là không phải hỏng VR luôn, phải đo VR đấy bình thường mà. Nhưng tí nữa vẫn cho dầu nhớt vào chỉnh qua và phải xử lý lại để tăng được cái độ bền cho người ta nữa. Đây mình bật lại này, nó sẽ không chạy ngắt nữa nhá các bạn ạ, vẫn cứ 4A mãi mãi này mọi người nhá. Và bây giờ thì mình xử lý một số cái nữa để để cho chạy và cho con này lại vào trong đây, không để như này điện khách bị hở vào đây giật thì chết các bạn ạ. Còn cảm biến đấy các bạn, đã có cảm biến ở đáy lồi nhá mọi người nhá. Nhựa này toàn nhựa lâu ngày nó giòn lắm mọi người ạ. Chứ bếp này là bếp đẻo, mình cứ tưởng bếp cổ ngày xưa, cứ được cái bếp xịn cơ. Đầu tiên lúc mình nhìn mình bắt đầu quay video các bạn ạ, mình cắt nó hết để mình cho nhôm nó gần cái quạt nhất các bạn nhá. Đây là các bạn này, cắt hết cái ở dưới chỉ để đúng cái này thôi, vặn con ốc xiết cho con nhôm gần quạt như này, gần quạt như này, bắt được một con ốc ở chỗ này nữa, một con ốc chỗ này nữa là giữ được ok rồi. Đó, như vậy là đã làm cho cái nhôm nó, nhôm tản nhiệt nó gần quạt hơn thì tăng được cái sự làm mát tốt hơn các bạn nhé. VR mình vẫn để nguyên như cũ đấy, để tí nữa xem nó ăn dòng bao nhiêu nhá mọi người nhá. Mình đoán này chắc chắc phải tầm 6A thôi mà, để xem có đúng không. Không rõ là bếp này họ mua bao tiền. Mình cắt phá bỏ luôn cái cảm biến nhiệt ở đây đấy các bạn ạ, bởi không rút ra được. Mình lấy cảm biến nhiệt khác mình nắp vào cho cái kia luôn đấy, dưới đáy lồi luôn. Bếp dày và nhìn rất là đẹp luôn này. Nha, bây giờ để xem nó ăn bao nhiêu dòng, bao nhiêu nhá. Fix Ominsu 3000W. On 4A nhá, không chạy ngắt gì đâu. Tăng nhá, 4,6 5A. Chỉ được có 6A, 6, đấy, 6,5A là mình đoán cái bếp này nó chỉ thế thôi mà mọi người nhá. Nó không hơn ở đâu. Bởi vì nhìn cái cấu hình bên trong nó chỉ bé tẹo thế thì chỉ được thế này thôi mọi người nhá. Như vậy là vừa nãy là nó vọt lên điện áp cả dòng cao như thế là nó không có phản hồi cảm biến dòng về. Chắc chắn là nguyên nhân của nó một là do R xăng bị hở chẳng hạn, do đó mình đã hàn lại chẳng hạn. Hai đó chính là cái chân này tiếp xúc tốt. Còn VR thì mình đo ok nhá. Có cái biệt có trường hợp ấy là đo ok nhưng mà khi chạy có dòng chảy qua VR mới tách nhá. Nhưng mà mình thấy VR vẫn ok nên cứ kệ thôi. Có cái là mình cho ít dầu nhớt và mình vặn qua vặn lại, mình vẫn để vị trí cũ nha mọi người nhá. Cảm biến cảm ứng nhạy ghê đây các bạn. Như vậy là hiển thị 2000 là được 6,5A này, như bếp từ Kangaroo ấy các bạn ạ. Một số model Kangaroo nó chỉ thế thôi mọi người nhá. Nó tóm là ăn lẩu vẫn bình thường mọi người ạ, nó phải hơi lâu thôi. Thế nhá, lại tăng thêm cho người ta lên đến hơn 6, mấy A một chút nhỉ, sau chết tích sau nhỉ. Bởi vì mình đã làm cho cái phần làm mát nó rất là tốt rồi mọi người ạ. Mình đã làm mát nó gần quạt hơn nữa rất là nhiều này, cũng có nhiệt này, cũng có nhiệt giáp phết tay rồi này. Thôi để thế này thôi các bạn ạ. Cũng có nhiệt nhiều phết.
thôi không không tăng nữa, mình định vặn VR cho nó tăng lên một chút nữa, nhưng thôi để nguyên như này đi cho nó bền cho người ta các bạn ạ. Mình thấy có nhiệt nặng hết phết các bạn nhá. Thôi lắp hoàn thiện, test lại lần cuối nha, đã lắp hoàn thiện tất cả các ốc lại rồi. Nó tăng dòng từ từ rồi các bạn ạ, khoát tăng lên luôn 6,2, 6,3 rồi các bạn nhé, thế thôi mà. Như vậy là cứ tưởng là con bếp lõi cổ ngày xưa, nhưng mà cái bếp này chắc cũng là mới ở đây thôi các bạn nhé. Và mình đã xử lý nó ok và mình cũng kết thúc luôn video nhé, chào mọi người.